Chúng con xin chuyển đến câu hỏi của máy Đan Phương và xin máy của gia đình Phật tử Lê Thị Tị chuẩn bị ạ. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm. Con có một câu hỏi như sau ạ. Chúng con ăn chay nhưng mà gia đình chúng con lại có cha có mẹ các con, chúng con vẫn phải ăn rau ăn đậu cùng với gia đình thì ăn mỡ động vật không ăn được dầu thực vật, thì như vậy chúng con có được gọi là ăn chay không ạ? Dạ, chúng con xin tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ, anh nói là ăn chay rồi. Xin bác Đạt có thể nhắc lại là dạ bạch thầy là bác có trình bày là gia đình ăn chay ăn rau ăn cỏ nhưng mà vẫn phải dùng vào cái mỡ động vật, tức là như là mỡ lợn mỡ heo gì đấy để mà nấu ấy, thì có được gọi là ăn chay hay không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Xin nói thẳng thắn là không được rồi. Dầu ô liu thì được, dầu phộng dầu gì đó, dầu dầu gì nữa hè, dầu rau cái thì được, cho dùng mỡ của chúng sanh thì cũng là thịt mà nấu thành mỡ ra thì đâu phải là ăn chay. Thôi bây giờ mình thấy giữa cái mỡ của chúng sanh và cái dầu ô liu và cái những cái dầu đó nó giống hệt nhau, mạnh dạn bước thêm một bước nữa đi, hai cái này nó giống hệt nhau, phải dùng dầu thực vật thì mới đúng là ăn chay, chứ còn dầu mà của động vật thì không gọi là ăn chay. Đem mỡ, đem thịt như đã nghiền thành mỡ mà ăn thì không thể ăn chay. Nhưng mà xin thưa với các bác là với Đan Phương là cố gắng bỏ luôn ngũ tâm đi nhé. Hành, tỏi, kiều, nén, hành tây đồ, những thứ đó không tốt cho mình. Nếu mà sơ ý còn dùng cái đó, dẫu rằng là mình không phải là dùng thịt của chúng sanh, nhưng mà với vấn đề hộ niệm vãng sanh, chư tổ luôn luôn nhắc nhở phải cử cái chất ngũ tăng đi thì mới được chư hộ pháp bảo vệ cho mình, mới được chư Bồ Tát phóng quang gia trì. Nếu mình sơ xuất mình còn dùng cái đó nữa thì mình ăn chay, chẳng qua là mình chỉ được cái chỗ là không sát sanh mà thôi, chứ còn phạm phải những cái quy luật cấm nữa cũng khó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó nha. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.